Trước tiên thì chị có thể giới thiệu bản thân mình một chút được không? Chị là Nhi, chị là sinh viên cũ của trường, thì chị ở lớp CP16. Hôm nay chị đến đây để lấy bằng. Trong quá trình mà mình học tập ở đây ấy, thì chị có cảm nhận gì về giáo trình cũng như là phương pháp giảng dạy ở đây như thế nào ạ? Chị thấy giáo trình thì cũng rất là phù hợp, tại vì có lộ trình đầy đủ từ cơ bản cho đến nâng cao. Đặc biệt là thầy cô giáo thì rất là nhiệt tình, nên là chị thấy rất là phù hợp. Môi trường mà chị đang làm việc ấy, thì cũng như là mức thu nhập, thì chị có cảm giác, có cảm thấy hài lòng không ạ? Chị thấy khá là hài lòng. Thế chị nghĩ là môi trường của cái nghề này này thì nó mọi người rất là hòa đồng, vui vẻ. Và cái mức thu nhập nó cũng khá là hài lòng chị, tại vì khi mà mình mới ra trường ấy, mình chưa có kinh nghiệm, nhưng mà mức lương nó cũng khá là cao. Thấy như là việc lựa chọn học ở NIT có xứng đáng và đúng đắn đối với chị không ạ? Đối với chị thì chị nghĩ là chị đã chọn ngành này là đúng, và chị nghĩ là việc lựa chọn học ở NIT là đúng đắn. Hiện tại đang làm ở vị trí nào của công ty ạ? Chị đang làm lập trình viên phần mềm ở công ty. Thì chị được thầy giới thiệu cùng với một số bạn nữa làm ở trong công ty. Cảm ơn chị đã đồng ý tham gia buổi phỏng vấn ngày hôm nay cùng với ICT Hà Nội ạ. Em chúc chị thành công hơn nữa trên con đường mà mình lựa chọn ạ. Chị cảm ơn em.